Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin sáng nay sẽ có những thông tin chính đáng chú ý sau. Phát triển vùng mía nguyên liệu theo hướng thâm canh tại huyện Thạch Thành. Công ty Điện lực Thanh Hóa nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm chăm sóc khách hàng. Không khí nhộn nhịp chuẩn bị đón chào Giáng sinh năm 2019 tại các vùng có đông đồng bào Công giáo trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020 đang đến gần, nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân đang tăng cao. Đây cũng là thời điểm thị trường hàng hóa có nhiều biến động và diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường kiểm tra kiểm soát nhằm ổn định thị trường dịp cuối năm. Trọng tâm là kiểm tra đối với các địa bàn là nơi phát luồng hàng hóa, tập trung nhiều điểm kinh doanh buôn bán lớn tại thành phố Thanh Hóa. Các thị xã, thị tứ, thị trấn, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, xe vận chuyển bưu chính, quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh. Các ngành hàng được kiểm tra kiểm soát chặt chẽ bao gồm bánh kẹo, rượu ngoại, thuốc lá, mỹ phẩm, đồ điện tử, điện lạnh, thuốc tân dược, pháo nổ, các ấn phẩm có nội dung không lành mạnh, hàng hóa có hình ảnh thông tin về đường lưỡi bò. Nội dung kiểm tra là các loại giấy phép kinh doanh, chứng nhận kiểm định, hóa đơn, chứng từ và các loại giấy tờ có liên quan đến lĩnh vực hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hàng hóa, công bố tiêu chuẩn áp dụng, hợp chuẩn hợp quy, chất lượng sản phẩm hàng hóa, việc kê khai giá, niêm yết giá. Đợt cao điểm kiểm tra thị trường hàng hóa sẽ được các lực lượng chức năng thực hiện từ nay cho đến đầu tháng 3 năm 2020. Tính đến tháng 12 năm 2019, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản Thanh Hóa đã hỗ trợ xây dựng, nhân rộng, phát triển 33 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được xác nhận duy trì và hoạt động hiệu quả. Thị trường tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi chủ yếu tại Thanh Hóa và Hà Nội. Trong đó có 4 chuỗi cung ứng lúa gạo an toàn với diện tích 360 ha, một năm cung cấp ra thị trường 24.000 tấn gạo, 11 chuỗi cung ứng rau củ quả an toàn với diện tích 30 ha, sản lượng 12.000 tấn một năm, 9 chuỗi cung ứng thịt gia súc gia cầm an toàn với quy mô 8.000 con gia súc, sản lượng 1.200 tấn thịt gia súc một năm và 1.000 con gia cầm, sản lượng 360 tấn thịt gia cầm một năm. 7 chuỗi cung ứng thủy sản an toàn với các sản phẩm thủy sản tươi sống, đông lạnh, nước mắm với năng lực cung ứng khoảng 2,2 triệu lít nước mắm một năm, sản phẩm dạng mắm 150 tấn một năm và sản phẩm thủy sản 6.500 tấn một năm. Cùng với đó là một chuỗi cung ứng gà, vịt và một chuỗi cung ứng mật ong. Các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn góp phần tăng cường nguồn cung và từng bước đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm an toàn của người dân. Thưa quý vị và các bạn, vụ mía năm 2018-2019, Hợp tác xã Dịch vụ Kinh doanh Nông nghiệp Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành đã phát triển vùng mía thâm canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích. Niên vụ mía năm 2018-2019, trên diện tích 4 ha đất 5% của xã, gia đình ông Nguyễn Tấn Sùng, xã Thạch Cẩm, được Hợp tác xã Dịch vụ Kinh doanh Nông nghiệp đưa giống mía KK3 do Viện Nghiên cứu Mía Đường thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nghiên cứu tuyển chọn về sản xuất theo hướng tập trung thâm canh. Qua thực tế sản xuất, giống mía KK3 có ưu điểm như cây mầm to khỏe, sức tái sinh tốt, khả năng thích ứng rộng, chịu thâm canh cao, chịu hạn, chịu úng, chống đổ ngã tốt, cho tiềm năng năng suất và trữ đường cao, nên ngay trong vụ đầu, năng suất dự kiến đạt trên 110 tấn một hecta, cao hơn 40 tấn một hecta so với giống cũ. Không chỉ bán mía nguyên liệu, gia đình ông Sùng còn cung cấp hom giống cho hợp tác xã sản xuất vụ sau. Đưa toàn bộ cái công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào, tức là từ làm đất này, trồng này, cho đến thì thế là làm cỏ, bón phân. So với cây mía thì một là ngọt, hai là nó chắc, cái thứ ba là đỡ sâu bệnh. Trong ba cái đó và đối với nông dân thì rất cần, bởi vì cái ngọt thì nó nhiều đạm, nhiều đường, mà nó đỡ sâu bệnh thì đỡ con người là đỡ phải vất vả. Cái thứ ba nữa là bón thì nó lưu lượng nó ít nhưng mà lại chất lượng cao. Thành lập từ năm 1996 đến năm 2013, Hợp tác xã Dịch vụ Kinh doanh Nông nghiệp Thạch Cẩm đã chuyển đổi hoạt động theo mô hình hợp tác xã kiểu mới, thu hút 91 thành viên tham gia. Để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, ngay khi bắt tay vào chuyển đổi, ngoài diện tích đất mía, rau màu, hợp tác xã đã thực hiện quy hoạch dồn điền đổi thửa lại vùng mía nguyên liệu với diện tích 456 ha. Ngoài việc cung ứng giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón chậm trả cho các thành viên, hợp tác xã còn tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất mía theo hướng thâm canh,
tăng năng suất nên giá trị thu nhập của thành viên tăng hơn trước. Đặc biệt, trong niên vụ F 2018-2019, hợp tác xã đã đưa giống mía mới KK3 vào sản xuất thâm canh trên diện tích gần 6 hectare. Việc ứng dụng quy trình kỹ thuật giống mới, bón phân cân đối hợp lý, đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất nên giảm được sức lao động, giảm chi phí, năng suất vùng mía thâm canh đạt trên 100 tấn một hectare, tăng từ 20 đến 25% so với giống mía cũ sản xuất truyền thống. Với giá nhập cho nhà máy mía đường Việt Đài 78.000 đồng một kg, các hộ thu lãi trên 30 triệu đồng một hectare. Chẳng hạn như là cái bón lót là cái 2.9, cái bón thúc nhẹ là 3.9 và về những năm về lần cuối chuẩn bị cho thu hoạch thì bắt đầu bón cái 15-15 để kéo dài cái thời gian phát triển của cái mía được xanh bền lâu và cái trữ lượng đường là rất tốt. Niên vụ mía năm 2019-2020, hợp tác xã tiếp tục đưa giống mía KK3 vào sản xuất, không chỉ trên diện tích mía thâm canh mà ở cả diện tích mía trồng mới của hợp tác xã để góp phần tăng thu nhập, tăng hiệu quả sản xuất và ổn định nguồn nguyên liệu cho nhà máy mía đường Việt Đài. Đồng thời, các diện tích sản xuất nhỏ lẻ còn lại, hợp tác xã vận động các thành viên chuyển đổi tích tụ ruộng đất để hình thành vùng sản xuất mía tập trung, thuận lợi cho việc sản xuất thâm canh, đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất. Năm 2020, người lao động được nghỉ tổng cộng 14 ngày vào các dịp lễ Tết. Số ngày nghỉ chính lễ, Tết, ngày nghỉ cuối tuần liền kề và nghỉ bù trong các dịp lễ Tết năm 2020 gồm 1 ngày nghỉ dịp Tết Dương lịch, 7 ngày Tết Nguyên đán, 1 ngày dịp Dỗ Tổ Hùng Vương, 4 ngày dịp chiến thắng 30 tháng 4 và Quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, 1 ngày nghỉ dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sắp tới, Tết Dương lịch năm 2020 rơi vào giữa tuần thứ tư nên cán bộ công chức viên chức và người lao động sẽ nghỉ 1 ngày, không được nghỉ bù. Còn Tết Nguyên đán, cán bộ công chức viên chức và người lao động được nghỉ 7 ngày, từ thứ Năm ngày 23 tháng 1 năm 2020 đến hết thứ Tư ngày 29 tháng 1 năm 2020, tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Canh Tý. Nhằm đảm bảo điện liên tục cho các dịp lễ Noel 2019, Tết Dương lịch và Tết Canh Tý 2020, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện phòng chống cháy nổ. Theo đó, trong các ngày lễ Noel từ 0 giờ ngày 24 tháng 12 đến hết 24 giờ ngày 25 tháng 12 năm 2019, Tết Dương lịch từ 0 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2019 đến hết 24 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2020, Tết Nguyên đán năm 2020 từ 0 giờ ngày 24 tháng 1 năm 2020, tức ngày 30 Tết đến hết 24 giờ ngày 27 tháng 1 năm 2020, tức ngày mùng 3 Tết. Các đơn vị không thực hiện các công việc phải cắt điện trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường kỷ luật trong vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, tăng cường trực vận hành, sửa chữa điện 24/24. Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng yêu cầu đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, củng cố lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng sử dụng điện. Các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật trong dịp lễ Tết và chú trọng đảm bảo điện cho các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng phục vụ Tết năm 2020. Năm 2019, cùng với việc tăng cường đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm chăm sóc khách hàng ngày càng tốt hơn. Tháng 12 được Công ty Điện lực Thanh Hóa xác định là tháng tri ân khách hàng. Trong tháng này, công ty sẽ dành tình cảm, sự quan tâm và tri ân đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, những người đã chịu nhiều mất mát hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Cùng với đó, triển khai thực hiện chương trình thắp sáng niềm tin, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã hỗ trợ nhân công sửa chữa, lắp đặt, thay mới đường dây sau công tơ, bảng điện, đèn chiếu sáng cho 300 hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách tại vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn tại 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Điện lực đã khảo sát thực tế trên địa bàn và đi đến từng hộ, khảo sát, kiểm tra dây đường dây từ công sau công tơ vào đến các hộ, rồi là mạng lưới điện trong gia đình, để rồi về lập phương án, tổng thống kê các cái thiết bị cần phải thay thế và tiến hành sửa chữa, phục vụ làm tốt công tác tri ân khách hàng trên địa bàn. Nhằm thể hiện trách nhiệm và tăng cường gắn kết EVN với cộng đồng,
Trong tháng tri ân này, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã trao tặng 162 ghế đá cho các trường học, bệnh viện, công viên trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, công ty đã triển khai thực hiện chương trình thắp sáng đường quê, lắp đặt hệ thống đường điện, bóng đèn chiếu sáng cho một số tuyến đường liên thôn, liên xã tại các huyện Thọ Xuân, Hà Trung, Như Thanh, Vĩnh Lộc, Đông Sơn. Lâu nay thì người dân tự đầu tư, nhưng mà cái điều kiện là nó có hạn trong cái kinh phí. Về địa phương tôi là cũng được ngành điện hỗ trợ và cùng đồng hành với thị trấn để lắp cái điện sáng cho nhân dân rất chi là phấn khởi. Cái này nó đảm bảo được cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ban đêm và cũng như cái an toàn giao thông ban đêm đi lại. Ngoài ra, Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng triển khai chương trình vệ sinh công nghiệp miễn phí trạm biến áp cho khách hàng lớn. Đối với 135 khách hàng có sản lượng điện thương phẩm bình quân lớn trong năm 2019, qua đó kịp thời phát hiện những sự cố hư hỏng của các trạm biến áp, hướng dẫn hỗ trợ khách hàng sửa chữa thay thế, đảm bảo cấp điện an toàn, đồng thời khuyến cáo các đơn vị sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Những hoạt động tri ân khách hàng của Công ty Điện lực Thanh Hóa không chỉ thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với khách hàng và cộng đồng xã hội, mà còn là dịp để công ty lắng nghe những ý kiến đóng góp và chia sẻ của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng ngày một tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, không khí chuẩn bị chào đón Giáng sinh năm 2019 đang diễn ra rất nhộn nhịp ở các giáo xứ, giáo họ và trong mỗi gia đình công giáo trên địa bàn Thanh Hóa. Khu vực nhà thờ giáo xứ Tam Tổng là nơi mà đồng bào công giáo và cả những người không theo đạo của xã Nga Liên, huyện Nga Sơn đến tham quan vui chơi trong dịp Giáng sinh. Những ngày vừa qua, bà con giáo dân trong xã đã tích cực trang trí các hạng mục trong và ngoài nhà thờ, sân khấu, tạo nên một không khí hân hoan, rộn ràng. Chúng tôi được phân công nhiệm vụ, tức là làm cây thông, thì chúng tôi cũng đảm bảo về vấn đề mọi mặt. Thứ nhất là cái an toàn về cái chiều cao, cái thứ hai nữa là cũng đảm bảo về cái an ninh trật tự để làm sao được tỏ vẻ một con người công giáo, kính Chúa yêu nước để chấp hành mọi cái điều kiện của như vậy là trong cái buổi đại lễ. Đến thời điểm này, Tòa Giám mục và Nhà thờ Chính tòa Thanh Hóa cũng đã hoàn tất việc trang hoàng chuẩn bị cho ngày lễ trọng. Rất nhiều người dân đã đến khu vực nhà thờ để tham quan và tham gia các hoạt động vui chơi chào mừng ngày lễ. Đón Giáng sinh năm nay tại khu vực thành phố Thanh Hóa cũng như quảng trường trên khu vực nhà thờ lớn ở thành phố Thanh Hóa năm nay mình thấy rất là tấp nập và nhộn nhịp. Hiện tại thì tất cả các hạng mục công trình của Giáng sinh đã được chuẩn bị được hoàn tất. Tôi cũng có đưa gia đình và những em bé thân yêu đến để tham quan và vui chơi để tham gia cái lễ hội trước mùa Giáng sinh năm nay. Cứ đến mùa Noel là mình cho các con và các cháu đến nhà thờ, không khí như ở nhà thờ trang trí rất là đẹp. Các con của các cháu rất thích, năm nào mình cũng đến đây. Là hy vọng là mỗi một năm các con đều được hưởng những không khí náo nhiệt và vô cùng đẹp đẽ của nhà thờ Thanh Hóa của chúng mình. Đối với đồng bào theo đạo Thiên Chúa, Giáng sinh không chỉ là ngày kỷ niệm Chúa ra đời, mà đây còn là dịp để đông đảo bà con giáo dân gặp gỡ nhau, tổ chức nhiều hoạt động chung vui cùng lương dân, thể hiện tình đoàn kết gắn bó và chung tay phát triển địa phương. Nhân dịp Giáng sinh này thì tôi cũng kêu gọi bà con là chúng ta là những công dân, chúng ta cố gắng kết hợp hài hòa và công tác với chính quyền để chúng ta làm cho cái kinh tế, đời sống văn hóa và một xã hội được phát triển hơn. Trong cái tinh thần của người giáo dân, chúng ta là những công dân và chúng ta cũng là những Kitô hữu tốt. Một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp đã đến. Bà con giáo dân và tất cả mọi người đang háo hức đặt những kỳ vọng tốt lành vào một năm mới tràn đầy hạnh phúc và thành công. Tiếp theo sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi một điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin trên báo Công Thương, trong giai đoạn 2011-2018, rau quả là mặt hàng có mức tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng nhất của ngành nông nghiệp Việt Nam với tốc độ bình quân đạt 26,5% trên năm. Bài báo phân tích, mặc dù gặp nhiều khó khăn ở một số thị trường truyền thống nhất là Trung Quốc, song rau quả Việt Nam lại đang chiếm lĩnh tốt các thị trường khó tính, có yêu cầu cao như ASEAN, Hoa Kỳ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản. Xuất khẩu rau quả Việt Nam đến các thị trường này dự báo sẽ còn nhiều dư địa để tăng trưởng do quy mô thị trường và sức tiêu thụ lớn. Thói quen tiêu dùng tương đồng, vị trí địa lý thuận lợi cho việc vận chuyển, mức thuế nhập khẩu rau quả từ Việt Nam hầu hết đều đã về 0% do thực thi các hiệp định thương mại tự do FTA, trong khi các thị trường này vẫn còn chiếm tỷ trọng nhỏ. Tuy nhiên, bài báo cũng chỉ rõ những vấn đề đặt ra đối với ngành rau quả Việt Nam hiện nay là yếu tố chất lượng và sức cạnh tranh.
Do quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, quy trình canh tác quản lý dịch bệnh chưa được áp dụng đồng bộ, triệt để nên chất lượng sản phẩm không đồng đều, khó kiểm soát được nguồn cung, vấn đề an toàn và khó áp dụng các chuẩn mực của thế giới về truy xuất nguồn gốc. Một thông tin đáng chú ý đăng tải trên báo Người Lao Động. Cả nước hiện có 5.580 điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, nhưng có tới hơn 4.000 lối đi dân sinh tự mở. Theo thống kê, 11 tháng năm 2019 đã xảy ra 234 vụ tai nạn đường sắt làm chết 105 người, có đến 45% số vụ xảy ra tại các lối đi này. Trước thực trạng trên, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông đề nghị các cơ quan chức năng, ngành đường sắt và địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn, nhất là ở cấp cơ sở như doanh nghiệp, đơn vị quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt, cấp xã, huyện. Năm 2020, các địa phương phải khẩn trương hoàn thành kế hoạch xóa lối đi tự mở và chương trình hành động đảm bảo an toàn giao thông đường sắt. Bám sát kế hoạch chương trình của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, nhất là đề án xử lý đối với lối đi tự mở để có lộ trình danh mục ưu tiên thực hiện. Cùng với nguồn vốn của Trung ương, địa phương cũng phải có kế hoạch vốn và chủ động nguồn lực để trước năm 2025 xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở. Còn khoảng một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng giá thịt lợn tiếp tục đà tăng giá mạnh, kéo theo cơn bão giá các mặt hàng tiêu dùng khác. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận một số ý kiến của các cơ quan đơn vị liên quan tại Thành phố Hồ Chí Minh về phương án đối phó với tình hình trên. Trao đổi với Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã phối hợp cùng các sở ngành, các doanh nghiệp có kế hoạch chuẩn bị hàng Tết từ sớm. Sở cũng mong muốn người dân sử dụng sản phẩm thay thế thịt lợn như thịt gà, thịt bò, thủy hải sản. Bà con có thể sử dụng thịt lợn đông lạnh. Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm Tết, một số đơn vị cung ứng lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị từ rất sớm, tập trung vào những mặt hàng sản xuất trong nước. Điển hình như ngoài kế hoạch dự trữ 3.000 tấn thịt lợn, Sài Gòn Coop còn tăng cường nguồn hàng thay thế là thịt gia cầm, các sản phẩm chế biến. Công ty Vistan cũng dự trữ hàng hóa cho đợt Tết năm nay với tổng giá trị 800 tỷ đồng, tăng 10% so với Tết năm 2019. Với nhan đề cảnh giác với chiêu bài kích động chia rẽ vùng miền, bài đăng trên báo Công an Nhân dân nêu thực trạng. Thời gian qua, một số trang truyền thông của các thế lực thù địch, chống đối liên tục đăng tải các bài nói, bài viết về việc thu chi ngân sách của các địa phương và chính sách phát triển cơ sở tầng trên cả nước. Các đối tượng cố đưa ra các quan điểm sai lệch, xuyên tạc tình hình thực tiễn, vu khống Đảng, Nhà nước ta có sự phân biệt vùng miền. Bài báo phân tích, trong phát triển kinh tế xã hội, Đảng, Nhà nước ta luôn quán triệt quan điểm phát triển kinh tế phải đi đôi với việc giải quyết các vấn đề xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, phát triển một cách đồng đều, đảm bảo sự công bằng. Tuy nhiên, đặc điểm kinh tế xã hội của từng địa phương, từng khu vực là không giống nhau. Hệ quả là có những tỉnh thành kinh tế phát triển nhanh chóng, thu ngân sách cao, ngược lại có những địa phương kinh tế phát triển chậm, nguồn thu ngân sách hạn hẹp. Vì vậy, nhà nước phải tiến hành sử dụng thể chế, công cụ điều tiết, chính sách phân phối và phân phối lại để thúc đẩy sự phát triển, đảm bảo công bằng xã hội. Bài báo chỉ rõ, mọi thông tin được các đối tượng rêu rao, xuyên tạc, vu khống đều mang tính quy chụp, phiến diện một chiều, thể hiện sự hẹp hòi, ích kỷ, đi ngược lại mục tiêu phát triển chung của dân tộc. Đằng sau những lời lẽ tưởng như thuyết phục lại là những mưu đồ nguy hiểm. Vì vậy, mọi người phải hết sức tỉnh táo, có cách nhìn toàn diện đa chiều, tránh để các đối tượng lợi dụng gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ổn định của đất nước. Thời gian qua, mặc dù các lực lượng chức năng đã có đợt kiểm tra xử lý các loại xe gắn máy không đèn, không còi, không gương, tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều loại xe máy cũ nát lưu thông trên đường. Thậm chí người điều khiển còn phóng nhanh, vượt ẩu. Loại phương tiện này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Dạo trên một số tuyến đường ở thành phố Thanh Hóa không khó bắt gặp những chiếc xe không còi, không đèn, không gương, không biển số, đã cũ nát, chở hàng hóa công kênh như rau, thịt, bia, nước, đá, ga. Hầu hết những chiếc xe cũ kỹ này không còn giữ được hình dáng ban đầu và được gia cố thêm các khung sắt, mất hết hệ thống đèn báo và chiếu sáng. Tình trạng xe quá cũ luôn là nỗi ám ảnh của người đi đường bởi những xe này không đảm bảo an toàn kỹ thuật, luôn chạy với tốc độ cao. Để đảm bảo an toàn giao thông và giữ vệ sinh môi trường thì tôi có địa kiến nghị thì các ngành giao thông, sở giao thông cần có những chế tài nghiêm khắc thu hồi hoặc giữ xe những phương tiện đã quá thời gian sử dụng để tránh trường hợp ô nhiễm môi trường và gây ách tắc giao thông. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện nay cả nước có khoảng 40 triệu xe máy. Trong số này có những xe hoạt động từ những năm 80-90 của thế kỷ trước,
nhưng vẫn còn lưu thông. Không chỉ mất an toàn giao thông, trong quá trình hoạt động, khí thải từ động cơ của những chiếc xe cũ kỹ này còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và người tham gia giao thông. Quyết định số 16/2015 của Chính phủ về thu hồi xử lý sản phẩm thải bỏ quy định, từ ngày 1/1/2018, xe mô tô, xe gắn máy và xe ô tô các loại hết niên hạn sử dụng sẽ bị thu hồi. Song việc quy định niên hạn hiện mới chỉ áp dụng với xe ô tô chở hàng và ô tô chở người. Riêng với xe ô tô con dưới 9 chỗ ngồi và xe mô tô, xe gắn máy vẫn chưa có. Đó là lý do việc xử lý thu hồi những chiếc xe này vẫn chưa có cơ sở để thực hiện. Các cái phương tiện mà cũ nát thực chất là không đảm bảo an toàn thì cơ sở pháp lý để xử lý các cái phương tiện xe mô tô này thì chưa có cái cơ sở để xử lý, bởi quy định của pháp luật là chưa có cái quy định về cái niên hạn, thời hạn của cái xe phương tiện là xe mô tô khi mà sử dụng đến cái thời điểm mà mất an toàn giao thông. Đấy. Thế cho nên là dẫn đến cái khó khăn trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng khi kiểm soát số đối tượng này. Để giảm nguy cơ tai nạn giao thông từ các loại xe máy cũ nát, bên cạnh việc tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, các lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm theo quy định nhằm loại bỏ, chấm dứt lưu hành đối với các phương tiện này. Bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.